vô hầm luôn anh. Không, anh cứ để em đậu cho nó được. Nay mình đi giữ lễ 20 tháng 11. Ngọt nè. Bánh ngọt. Cái này là trứng muối, trứng vịt muối với trà bông. Đây cái sảnh nè các bạn thấy không? Rồi ok. Rồi mình nấu canh nè. Canh với lại cái gì? Cái này là đậu bắp. Đó. Mình không có quen mấy cái chỗ sang trọng các bạn. Mấy cái nhà hàng sang trọng mình không có quen. Có cá kèo kìa, mà tại vì gấp quá không có nấu cá kèo ăn được. Thì mấy em sinh viên thấy không? Hồi đó anh không có biết. Hồi đó anh sinh viên anh không biết, anh ăn cơm tiệm không à. Ăn cơm tiệm với uống ba cà phê á, cho nên là cái dạ dày mà nó tiêu hết. Nó cứ bị táo bón, tiêu chảy hoài, bị hội chứng ruột kích thích á. Mấy cái đồ ăn nó không có tốt. Mấy cái cà phê ngoài đường á, hồi đó lúc anh còn sinh viên á, uống một ly có 2.000 à. Và ba cái cà phê đó là ba cái cà phê mà pha chất không á, chứ làm gì có cà phê thiệt. Mà cơ thể mình không có hợp với cà phê, mình cũng không biết. Mình uống vô nó bị tiêu chảy với táo bón hoài à. Mà bị mười mấy năm á, cứ vậy cứ nạp vô hoài, cho nên giờ bệnh nặng lắm đó. Cho nên là giờ các em sinh viên á, tự nấu ăn ở nhà là tốt nhất đó. Đi ra chợ mua cá đuôi hồng hay là cá kèo hay bất cứ cá gì cũng được, mình tự mình nấu lên. Rau đó nè, mình tự mình nấu lên rồi ở nhà mình tự rửa xà bông á. Các em vô siêu thị các em mua mấy cái nước rửa chén á, nó có thương hiệu thì các em rửa nó sạch nó sẽ tốt. Còn giờ ra tiệm mà mình sinh viên mà mình đâu có phải ăn những cái quán sang trọng đâu, đúng không? Thì mình sẽ ăn những cái quán mà nhiều khi người ta không có rửa sạch đó. Người ta không rửa sạch, còn xà bông cái dĩa thì nó dơ, thức ăn thì nó còn dầu mỡ nó còn bám trên đó, rồi các em ăn vô các bạn em bị đau bụng tiêu chảy. Rồi qua thời sinh viên 6 năm rồi đi học sau đại học, rồi nhiều khi các em học thêm 2-3 năm nữa, thì nó 8 đến 10 năm mà các em cứ ăn như vậy thì các em sẽ bị bệnh. Cho nên nó tốt nhất là để dành thời gian để mà nấu ăn rồi tập thể dục, đó là cái quan trọng, chứ không phải là dành tất cả thời gian học bài. Anh là bỏ thời gian tất cả hồi xưa là đi học không à, bởi vậy mình thấy hối hận. Chứ nếu mà bây giờ quay lại cái thời sinh viên thì mình sẽ tự nấu ăn, mình phải bỏ thời gian chăm sóc bản thân mình tự nấu ăn, tự tập thể dục rồi học ít lại thôi, để thời gian đó mình làm những cái chuyện khác, mình học những cái kỹ năng mềm khác nữa, chứ không phải lúc nào cũng đâm đầu vô học y không là không nên. Tại vì trong y khoa nó có nhiều cái kiến thức mà mình không có cần thiết, các em học xong rồi sau này không có cần thiết ứng dụng trong cái công việc của mình đó. Cho nên là học để lấy mà 8-9 điểm á, nó mất rất là nhiều thời gian và mất cái thời gian quý báu của mình, và mình mất đi nhiều thứ khác.